Đông Bắc 2016 tập cuối cùng. Bằng những lời này, mình dừng lại chuỗi câu chuyện La Cà mùa thu. Từ địa đầu Móng Cái, đường về Nam, hai anh em đã đi qua Hạ Long, nơi đã cho mình một kỷ niệm thật nồng nàn về một miền đất đẹp như mơ và một tình bằng hữu keo sơn dù cách xa muôn trùng Nam Bắc. Hai anh em cũng đã bỏ qua Hà Nội mà chọn đường Hải Phòng để gặp lại người bạn trẻ đầy nhiệt huyết Đào Xuân Quyết, người mà duyên hạnh ngộ đã từng được cùng nhau một lần trên mây Y Tý. Rồi theo gió Đông Bắc đầu mùa, mình đã đi qua đồng bằng Bắc Bộ heo may, lúa chín, qua Vĩnh Bảo, Phà Rừng, Bạch Đằng, rồi Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, trước khi vượt khúc ruột miền Trung để về Nam. Hơn 6.000 cây số và một tháng trời thời gian, ký ức sinh học thực sự đã tràn mà kỳ vọng lại thấy sao còn thiếu quá. Với mình, năm 2016 là một năm để nhớ. Mình đã trang trắng nợ áo cơm với nhân quần xã hội và từ nay bình tĩnh mà làm một lãng tử thường dân. Đã La Cà qua chừng 5.000 dặm nước non của khắp miền đất nước, đã học thêm được bao chuyện, bao người, ơi cuộc sống mến thương.
những ngày qua, khi ngồi viết lại những dòng về chuyến La Cà mùa thu, mới hay rằng chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng tri ân vô hạn của mình với đất trời, với những con người đã có duyên gặp nhau và chia tay trong cuộc phong trần mộng ảo. Thôi thì xin mượn những câu thơ của trung niên thi sĩ Bùi Giáng như một lời tri ngộ gửi đến hầu những bạn tri âm. Ta vẫn muốn được một lần kể lể một mối tình hư huyễn rất chiêm bao. Bờ cõi dựng xương xanh em còn đó, lối đào nguyên anh khoác áo khinh cừu. Tìm lại dấu chân người xưa tư lự, đứng bên đường ngóng dõi cánh dân bay. Gợi khắp muôn phương màu cố quần, ta về khăn áo tím đầy thu, nghêu ngao hát một bài phong lữ, chẳng biết trăm năm mấy lãng du. Sài Gòn, tháng 11 năm 2016.